Tuần vừa qua, ngay sau khi thông tin Hà Nội và nhiều địa phương lân cận xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đã gửi thư hoặc nhắn tin thông báo về việc điều chỉnh thực đơn của trẻ. Theo đó, nhiều trường đã thông báo cắt giảm tối đa và thậm chí nói không với thịt lợn trong thực đơn bữa ăn trước thông tin dịch tả lợn xuất hiện tại nhiều tỉnh thành. Và điều đáng nói là việc tẩy chay thịt lợn đang gây ra một áp lực đáng lo ngại đối với các hộ chăn nuôi trên thị trường. Và trước đó, hàng loạt bộ ngành cũng đã đồng loạt lên tiếng khẳng định dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Theo ghi nhận, rất nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Hà Đông và Long Biên đã ra thông báo hạn chế hoặc tẩy chay thịt lợn hoàn toàn khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó là thịt bò, thịt gà, chim bồ câu, cá hay ngao. Thậm chí, một số trường mầm non ở Hà Đông còn yêu cầu phụ huynh nộp thêm 5.000 đồng một ngày do thức ăn thay thế cho thịt lợn đều đắt hơn làm gia tăng chi phí. Lãnh đạo một trường mầm non cho biết, Nhà trường cũng gặp khó khăn trong vấn đề tiếp tục sử dụng thịt lợn, bởi ngay sau khi thông báo dịch tả lợn có mặt tại Việt Nam, nhiều phụ huynh đã đóng góp ý kiến cho nhà trường và yêu cầu ngừng thịt lợn trong thực đơn hàng ngày của trẻ. Nhiều phụ huynh đã hẹn gặp nhau để kiểm tra thực tế bữa ăn tại nhà trường để đảm bảo nhà trường không tiếp tục sử dụng thịt lợn như đã thông tin. Trước đó, đại diện của y tế dự phòng Bộ Y tế đã cho biết, dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, dịch bệnh không gây ra bệnh trên người, do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang, tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.